Dân tộc Rắc Lây hiện có khoảng 130.000 người, sinh sống chủ yếu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Thuận và một số ít ở tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, đông nhất là tỉnh Ninh Thuận với 60.000 người, chiếm gần 60% đồng bào Rắc Lây của toàn quốc. Hiện tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Rắc Lây. Gần đây nhất là Ngày hội Văn hóa Rắc Lây diễn ra tại tỉnh Ninh Thuận là một minh chứng sinh động, một hoạt động bổ ích không chỉ riêng cho đồng bào Rắc Lây huyện Bắc Ái mà cho cả cộng đồng Rắc Lây đang sinh sống trên các vùng biển của cả nước. Dân tộc Rắc Lây có không gian sinh tồn vô cùng rộng lớn, có bề dày về lịch sử văn hóa. Trong lịch sử của dân tộc, đồng bào Rắc Lây không chỉ chống chọi với các thế lực thiên tai địch họa để sinh tồn, mà còn góp công sức trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cứu nước để thống nhất nước nhà. Nhiều người con của đồng bào Rắc Lây đã được đảng và nhà nước ghi nhận công lao và phong tặng danh hiệu anh hùng, như ở Ninh Thuận có Pì Năng Tắc, người đã làm bẫy đá tiêu diệt kẻ thù. Ở Khánh Hòa có A Ma Tới bắn máy bay địch bằng súng trường. Những thành quả ấy, đời con đời cháu của họ càng tự hào với những gì mà người đi trước để lại. Được xem là cái nôi của dân tộc Rắc Lây, huyện Bắc Ái đã và đang làm tốt việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình thông qua công tác sưu tầm lưu giữ. Chính vì thế mà ngày nay, văn hóa vật thể cũng như phi vật thể vẫn đang được bà con lưu giữ trong gia đình, trong khi người Rắc Lây ở những địa phương khác đang ngày càng bị mai một và mất dần đi bản sắc văn hóa riêng của dân tộc mình. Người Rắc Lây ở Bắc Ái có một kho tàng lễ hội dân gian phong phú và độc đáo và trở thành nét văn hóa hết sức đặc sắc. Điển hình như lễ bỏ mã, lễ hội ăn đầu lúa mới, lễ cưới, lễ cầu mưa thuận gió hòa, lễ trưởng thành, lễ xuống giống. Thêm vào đó, đồng bào nơi đây còn có bộ sưu tập các nhạc cụ hết sức độc đáo và riêng biệt như bộ đàn đá, sáo talakin, đèn cách tẹt, đàn chapi, kèn bầu saraken, kèn bầu kupua. Chúng tôi có dịp lên xã vùng cao Phước Tân, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận để tìm hiểu nghệ thuật hát sử thi của người Rắc Lây, tìm gặp cho bằng được nghệ nhân ca tơ Thị Xính ở thôn Ma Ti, người khá nổi tiếng trong việc lưu giữ hát sử thi Rắc Lây. Biết được mục đích của chúng tôi là chỉ muốn tìm hiểu về nghệ thuật hát sử thi, bà đã nhanh chóng đồng ý và tạo mọi điều kiện. Nội dung từ đầu thì nghe mà mình hát thấy hay mình học được à. Mình thích quá thì ngủ không được, thì cứ học biết đi thược luôn à. Nghe ta hát thấy nghe mê ghê lắm. Người ta hát hơi thấy đẹp mà đó mình mới hát. Cái nội dung của cái sử thi đó là gì? Nội dung từ đầu từ đến cha mẹ nó chết, từ khi hết cha mẹ nó chết từ đến từ nó bắt chôn. Rồi bắt chôn xong rồi hai bên mà ghen chen nhau là bị mà thành ra mà gây ra chiến tranh á. Từ đầu đến cuối luôn. Nhiều lắm thì kế thì không hết. Tại vì mình từ hồi nhỏ ở với cha mẹ miết, đi học hành thì đâu có trường tại như bây giờ đâu mà đi học. Thì ở nhà miết thì cứ nghe chuyện đó thì đâu có tivi, có tivi có đồ như bây giờ đâu. Hồi ấy thì ở không luôn. Nghe gì có tivi dẹp mang mà không có dẹp đâu mà mang. Đã bước sang tuổi 60, nhưng giọng hát của bà ca tơ Thị Xính vẫn còn vang mãi. Vẫn biết con cháu không có niềm đam mê, nhưng bà cứ hát. Bà nói, hát nhiều lâu ngày chúng nó sẽ thấm, sẽ thuộc, mà bắt chước hát theo mình thôi. Bà ca tơ Thị Xính biết hát sử thi từ khi còn nhỏ, khoảng 7 hay 8 tuổi gì đó, bà cũng không còn nhớ rõ. Bà kế thừa các bài sử thi từ mẹ mình, ở nhà hay lên nương rẫy, lên rừng hái rau, những lúc rảnh bà đều nghe mẹ hát. Thời ấy nhờ lòng đam mê ca hát, nhiều lúc ngồi nghĩ lại, bà lại tự phục mình bởi không biết trí nhớ từ đâu ra mà bà thuộc nhanh đến thế. Nghe lần đầu bà hiểu nội dung của bài hát,
nghe lại lần hai, lần ba thì bài hát đã ngấm vào người bà. Hay trời đã định cho bà là phải giữ gìn bằng được sử thi của người Rắc Lây chăng? Hiện trong đầu bà, một bộ sử thi Sia, sử thi kể về lịch sử hình thành, quá trình đấu tranh chống lại kẻ thù và các thế lực siêu nhiên bảo vệ buôn làng của người Rắc Lây, được bà thuộc lòng và hát cả tháng dài còn chưa hết. Ngoài ra còn có cả bộ sử thi Udai, nói về tình yêu nam nữ. Đây là hai bộ sử thi rất dài và đặc trưng của người Rắc Lây. Cũng nhờ biết được nhiều sử thi mà cái tên bà Xính Sử Thi được bà con xã Phước Tân gọi khi chúng tôi hỏi đường, quả không sai chút nào. Có thể khẳng định, trên lĩnh vực hát sử thi của đồng bào Rắc Lây, bà Ca Tơ Thị Xính là linh hồn, là một kho tàng sống của người Rắc Lây. Kho tàng sống ấy trong đồng bào Rắc Lây hiện còn rất ít, cần được sớm khai thác, phát huy, bảo tồn để kho tàng sống không bị mất đi giá trị thực của nó. Trong văn hóa phi vật thể là vậy. Đối với văn hóa vật thể thì vẫn được huyện Bắc Ái gìn giữ khá nguyên vẹn. Bảo tàng văn hóa dân tộc Rắc Lây huyện Bắc Ái là một minh chứng sinh động trong việc bảo tồn và lưu giữ văn hóa của người Rắc Lây. Tất cả các nhạc cụ, cũng như các vật dụng của người Rắc Lây ngày xưa sử dụng trong đời sống thường ngày hoặc trong chiến tranh nhằm đánh thắng kẻ thù, cũng đã được sưu tầm trưng bày. Từ thô sơ đến hiện đại, tất cả đã làm phong phú thêm hình ảnh của người Rắc Lây trong chiến tranh cũng như việc xây dựng quê hương trong giai đoạn hiện nay. Nhạc cụ của người Rắc Lây còn lưu giữ khá phong phú trong cộng đồng. Hiện trong bảo tàng còn có bộ đàn đá, nhiều cái đàn chapi. Đây là những nhạc cụ được khá nhiều người biết đến thông qua cảm hứng sáng tác của các nhạc sĩ. Nếu như nhạc sĩ Trần Tiến đã nhìn nhận tiếng đàn chapi trên ngọn núi cao chỉ có hai người yêu nhau, thì nhạc sĩ A Mơ Nhân cũng đã thể hiện cảm hứng của mình từ bộ đàn đá với bài hát Đàn Đá Đêm Nay. Với nhịp hát nhanh, sôi động, đông vui hơn, không dừng lại ở hai người mà là cả cộng đồng. Có lẽ lời của bài hát ấy đã làm thao thức lòng người. Từ bài hát, nhiều người đã phải lặn lội lên để được tận mắt thấy, tận tay sờ để cảm nhận cái hồn mà đồng bào Rắc Lây đã tạo nên. Nói về đàn chapi thì phải nói đến Chamele Au ở xã Ma Nới, người được xem là bậc thầy trong việc chế tác cũng như sử dụng nhạc cụ này ở huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Tại ngày hội văn hóa Rắc Lây diễn ra tại trung tâm Bắc Ái vừa qua, chúng tôi có dịp tận mắt chứng kiến kỹ thuật chế tác đàn chapi của Chamele Au. Một ống lồ ô trông đơn giản, nhưng chỉ cần 2 giờ đồng hồ, với đôi bàn tay khéo léo, đoạn tre ấy đã biến thành một nhạc cụ với âm thanh khá độc đáo. Đó là ao trước đi, như thế giờ ao gọi là như thế là gọi là tre, thì dùng đây là tre, thì là cầm nó, cầm mà đầu thì có mai chạy thì dùng hộp bôi lên, thì thu ca mấy thì ngã, ngã như vậy là kẹt bẹ lên, bẹ mai xong rồi thì ngã lên, xong rồi là mấy thì xoay lên cái nước mình mong rõ này, ngã bao cửa lòng quá, bao cửa lòng cả bao cửa lòng nữa. Ni là nhiều mọc bọc mi, mọc ăn à, mà sự thật nó nhỏ thôi, cỡ này thôi. Thế này đến giờ ông trời nhà là mít này đoàn nhà thôi, mong thà lâu anh. Ngã này bắt đầu trề của em mượn theo cái như y sạch thà rồi đấy, thà sạch, cái y lên. À, thực tế là xa ra sau kẹo dày mới nhớ đi bẹ lâu rồi nhớ đi bẹ lâu. Nói như ông Nguyễn Hải Liên, nhà nghiên cứu văn hóa Rắc Lây, thì đàn chapi của người Rắc Lây là một nhạc cụ thu nhỏ của bộ Mã La. Nếu như Mã La khi sử dụng cần phải có nhiều người mới có thể tạo nên âm vang, thêm vào đó do tập tục
nên người Rắc Lây không thể sử dụng mã la một cách tùy tiện, phải có dịp với những lễ hội quan trọng. Đối với đàn cha pi thì lợi thế của nó là nhỏ gọn, nên người ta có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi, lúc vui hay lúc buồn, trong nhà hay ngoài nương rẫy, người ta cũng mang theo đàn cha pi để làm vơi đi mệt nhọc. Thêm vào đó, để sắm cho mình một cây đàn cha pi thì đơn giản và rẻ hơn rất nhiều so với bộ mã la hay các nhạc cụ khác của người Rắc Lây. Cũng chính vì điều này mà đàn cha pi luôn hiện hữu trong các gia đình của người Rắc Lây, huyện Bắc Ái. Nếu đánh mã la phải đánh 7 người, 9 người, 11 người hoặc là 4 người, 2 người. Nhưng mà đàn cha pi chỉ có 1 người. Trong 1 người ấy có những cái âm thanh của cái bộ mã la từ Inamun cho đến Anatului, tức là từ mẹ cả cho đến con út. Đó là cha pi. Cho nên Tần Tiến anh sự cảm xúc của anh có cái bài cha pi đấy. Là đơn giản bằng cái ống tre, mấy cái nứa ra ấy rồi có mấy con ngựa búng thôi. Nhưng mà nó là một sinh hoạt không thể thiếu được nữa, người ta đem theo được ở trên dãy. Ngồi dưới suối búng cũng được, mà lên dãy đánh cũng được, về nhà ngồi trước nhà búng cũng được. Tức là ta không đánh mã la tập thể mà đánh mã la cá nhân. Chính đó là một cái nhạc cụ biến thể từ mã la sang cha pi, sang xa lắc ngang nữa, sang cái càng bầu cũng xa lắc ngang nữa. Ngày hội văn hóa Rắc Lây tỉnh Ninh Thuận năm 2013 vừa diễn ra tại huyện Bắc Ái đã tập hợp hơn 500 diễn viên nghệ nhân đến từ các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận. Đây có lẽ là ngày hội lớn nhất dành cho người Rắc Lây từ trước đến nay. Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và trò chơi truyền thống như liên hoan biểu diễn nghệ thuật và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Rắc Lây với các loại hình biểu diễn mã la, đàn cha pi, kèn bầu saraken, sáo talakun, hát các lạc điệu dân ca, hát kể chuyện cổ, sử thi, trích đoạn sân khấu hóa lễ cưới, lễ mừng lúa mới, lễ bỏ mã, trình diễn trang phục truyền thống, trưng bày triển lãm văn hóa dân tộc Rắc Lây về nhạc cụ, nông cụ, công cụ sản xuất, sản vật, các tranh ảnh nghệ thuật, hiện vật, văn hóa, vân vân, thi văn hóa ẩm thực. Trò chơi dân gian gồm các môn như đi cà kheo, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, nhảy bao bố, đánh lửa nấu cơm. Ngày hội còn tọa đàm về văn hóa với chủ đề Văn hóa Rắc Lây, bảo tồn và phát triển. Đêm biểu diễn nghệ thuật Ngày hội Văn hóa Rắc Lây Ninh Thuận 2013. Tôi rất vui sướng được đảng và nhà nước ta quan tâm để tất cả các cái dân tộc anh em và các làng của người Rắc Lây cái học hỏi lẫn nhau, giao lưu vấn đề cái văn hóa Rắc Lây như là cái một tỉnh nhưng mà phong tục mỗi làng nó khác nhau, hoặc là cùng một cái nước Việt Nam nhập cũng dân tộc Rắc Lây nhưng mà là cái phong tục của người khác nhau, như vậy như cây nêu nhà sàn là có những cái làng nó có cái cột cái, có những làng không có cột cái, và cây nêu cũng có những làng là nó làm cây nêu khác nhau, như tượng trưng á thì là cũng cái giống nhau mà cũng cái khác nhau, cho nên là tôi rất vui mừng. Và đây là một cái dịp để học hỏi cái bạn bè để đi giao lưu văn hóa của người Rắc Lây. Đoàn Bình Thuận đến với Ngày hội Văn hóa Dân tộc Rắc Lây tỉnh Ninh Thuận năm 2013 gồm 30 thành viên, trong đó có 15 nghệ nhân người đồng bào dân tộc Rắc Lây, với mong muốn được giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của người Rắc Lây ở Bình Thuận như hòa tấu nhạc cụ dân tộc, độc tấu kèn bầu, hát đối dân ca, biểu diễn thời trang. Đây chính là cơ hội để bà con dân tộc Rắc Lây ở các địa phương giao lưu chia sẻ những nét văn hóa dân tộc mình và góp phần giáo dục thế hệ trẻ gìn giữ bản sắc văn hóa của người Rắc Lây. Ngày hội văn hóa kết thúc, hơn ai hết, người Rắc Lây càng tự hào về bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Thông qua ngày hội, họ càng yêu quý hơn những nhạc cụ, những lễ hội truyền thống. Đây có lẽ là dịp tốt nhất mà những người lớn nhắc nhở con cháu của mình cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa truyền thống để Bắc Ái xứng đáng là cái nôi của người Rắc Lây.